Hello, xin chào cả nhà. Hello cả nhà. Phải nói đầu tiên, Phù Lô Dung Lốc chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì không gà đánh lưới có thủ thất quá cả nhà ơi. Hôm nay anh em Trọng treo lưới lên, anh em mình đi quét bông lau và cá sủ luôn nha cả nhà. Thì con nước này không biết cá làm sao nó chạy đâu mất tiêu trơn à. Quấn 7 ngày, 8 ngày mà không dính một con luôn. Thì kiếm những con cá sủ nó với bông lau thì anh Trọng mình treo thao lên đi quét. Thì hôm nay anh em mình đi hồi 11 giờ không ta, 11 giờ kia. 11 giờ. Anh em mình quét mấy giờ cũng có tiếng ngoài đồng hồ rồi. Thì anh em mình cũng chuẩn bị kéo, thì Danh á thì đang bận đập phim nên không theo bố anh em mình được nha cả nhà. Thì anh em mình sẽ nhổ nèo chạy xuống kéo đây. Giờ bắt đầu kéo nha cả nhà. Thì hôm nay em đi hơi xa. Tới đâu tía? Dưới Bắc Tràng. Dưới Bắc Tràng. Sa gum. Nay anh em mình đại chiến với sa gum luôn. Hy vọng là bữa nay bội thu. Cái gì vậy nhí? Anh không có thấy cá nha. Bông lau. Có bông lau à? Có bông lau. Có bông cầu nha. Em đến đây em dọn. Nặng gì chậu? Kiếm cá. Cái gì? Trời ơi, cái bao. Nó không cắn lưới mà nó đàn ra. Có gì nữa? Có gì dính nha. Nặng giống như được rồi, dính cái gì cá mà mười mấy ký nha. Tẹ rồi nè. Cái gì vậy? Cái cây hả bọc vậy? Cái dốc. Thì chứ nó tụt xuống nó tẹ. Làm mồi hộp với anh Trầm. Hồi hộp và hấp dẫn nó hết buồn ngủ nhí ơi. Chứ giờ lên một con cá nó là ấm luôn. Mình có thể thức tươi sáng luôn. Cả cây ngoài số sẽ khu phục khu vô. Cái này thấp quá rồi. Thường quýnh ngâm thì không có, hôm nay mình cho lưới đi tìm cá thứ làm sao. Rồi mình trốn ở đâu cả nhỉ? Đúng rồi. Quýnh lưới ngâm thất. Lưới quét, mình đi tìm những con cá. Kéo nay giờ chưa thấy gì. Nó dính ngoài. Chưa được nói vàng. Chưa. Ngay cái góc.
cậu ơi, phù hộ cho anh em với vài con bự bự, cậu đi xa mấy chục cây số không có ngủ lại sáng quýnh nữa. Đi hết là đổ lý rồi đó. Ngộ heo quét này vậy mà không có cá sủng à. Cây mấy số không có con cá gì chạy ngang để xuống chưa nữa. Chắc anh ơi chưa mà hầu bị dính. Hy vọng là nó như vậy. Bự bự gì mà giật con cái nha, cái tức á. Cái sủ bự anh quét lần đầu tiên thì không có gì nghe cả nhà, thì mình sẽ chạy ghe xuống quét đợt thứ hai ngược trở lên. Nãy mình quét nó rộng, giờ mình quét nó lớn, quét sao quét thử giác nữa anh chậm. Tới cờ cả nhà, cá này nó sợ lên truyền hình. Mày quay sao mà dưới sông thất quá, không có cá sủ gì ha. Hai ngày mới được cái clip. Giờ mình sẽ chạy ghe xuống kia quét lên nha cả nhà, hy vọng là giác thứ hai trúng. Đó là cá luôn. Tới đâu tiếp? Làn cá. Làn cá luôn à. Tiếp tục bổ giác thứ hai nha cả nhà. Hy vọng là giác thứ hai này trúng. Cái này cho đi 3 cái số luôn. Chờ anh. Cái này cho lên tới chảnh luôn hả? Đi 3 cây luôn. Không có không? Đi 3 cây mới được anh ơi. Ừ. Phải có cáo được. Tối nay thức sáng đêm rồi đó. Coi. Quá trời lục bình. Đến anh đó cái lưới không chịu luôn à. Nè hẹn cả nhà giờ chút xíu mình kéo nha cả nhà. Tiếp tục mình kéo giác lưới thứ hai nha cả nhà. Giác độc thất thu. Hy vọng là giác này trúng. Giác đầu bị thất. Đêm gió ông bài. Về nhà 5 giờ sáng luôn đó. Cái này 3 giờ rồi. Cây số. Mấy cây số. Hai dàn lưới đường
quét cây. Đi thêm 32 cây số nữa. Cái sủ miếu kéo nãy giờ gần hết vàng chưa nặng. Thấy gì hết trơn. Nặng như vậy anh chồng. Cắn lưới gì đây? Ý, bông lao. Đó. Bông lao nghệ hả tía? Ki máy à? Gì? Ki máy à? Ki máy à hả? Nè. Ừ, con cá mới dính ha. Ừ, còn sống. Ừ. Ôi, hay quá thầy ơi. Vô, có bông lao. Bông lao rút đầu luôn. Đó. Chắc không được 2 ký. Không được. Mới dính. Rồi, suốt đêm cũng được rồi. Có mùi bông lao à? Có mùi bông lao à. Ôi ôi. Quá đã. Kêu nha. Kêu quá. Đừng cắt được rồi. Kêu. Sau cái gì nặng đó nè. Sau 10 tháng. Sau 10 tháng đó. Ôi vô nguyên dính trà. Sau 10 tháng quay trở lại. Tiếp bỏ bỏ mua để mốt quét này dính nữa nè. Đã được một con bông lao nha cả nhà. Viên gì bán đi? Nè. Viên gì bán? Viên bên kia. Lên lên trà lên mua cái rồi. Rồi lưới nó dính cổng rồi. Trời ơi lưới hết biết lưới. Có bằng lao mà lụm liền nè. Bằng lao dính chân cục này luôn. Này tưởng đâu thất nè ha. Ai nhà cũng được dạ, con. Ừ rồi cái nhánh trà hết biết rồi cả nhà. Ăn biết nhiêu lưới nữa. Lưới dính. Dài tới đâu vậy hiện tại? Ừ rồi cả. Nguyên cái nhánh bằng. Gãy luôn nha. Cái bằng gãy ha. Nè. Được chưa? Một, hai. Gạt ngang lên trên mũi đó tài. Ừ, lưới cốt. Lưới cốt. Cái gì chéo qua được. Ôi còn xa mà. Đó. Đó. Không phải. Ôi vậy là thấy thôi chơi nữa. Này lỗ. Ôi bể rồi. Bể lâu trên. Có bể. Để lỗ dưới chứ. Chắc nhỏ quá bể ha tía. Đó nó không vừa tử. 10 tháng mới thấy được con bông lao. Vậy mà không có cá khủng ha. Không có cá bự. Còn nữa mà. Còn lưới, còn cá. Vừa lên cá vừa lên nhánh trà luôn. Hên quá anh Tài. Quá. Giác đầu tiên anh chậm kéo không có. Giác thứ hai thì anh Tài kéo có. Tài kéo hên quá. Thôi như vậy cũng được rồi anh chậm ơi. Để bữa nay về không là kỳ lắm à. Đi xa. Đi xa mà không nguyên đêm gì. Mà thức trắng nguyên đêm nữa.
chưa rồi, chưa biết. Còn lưới. Còn lưới và còn đá. Còn một phao cuối cùng. Về nhà 5 giờ. Đó, có mì ăn luôn chồng ơi. Giờ mình sẽ chạy về nhà cả nhà. Chạy về nhà rồi. Tới sáng luôn. Một con là một con. Một con. Nói chung là có là được nè anh Tài ha. Không lỗ. Canh chua. Canh chua bần. Canh chua bần hả anh Trầm? Vậy cá này còn nhỏ. Lên thì tía. Ký bảy. Không lẽ giống như được rồi nữa sao? Ký bảy hả anh Trầm? Ừ. Được rồi, cũng còn tiếng ngoài. 10 tháng rồi. Lên vuốt vuốt rồi. Ký bảy, ký bảy. Có bông lau anh ta. Có mùa xuân rồi. Có mặt bông lau rồi. Vuốt vuốt anh ta. Con gà, con dạ. Gà nha Tài. Con gà á. Ừ. Rồi, giờ tới giờ mới cầm được mông lao ba. Mới giờ cầm được cái đuôi rồi. Cái đuôi nó vàng tươi. Phải con này quằn tay cái đấy anh Tài ha. Đã. Cái này quằn tay cá. Chụp kín nha. Ôi ôi. Tại ôm. Thôi giờ mình chạy về. Mình về tới nhà nha cả nha. Giờ mình sẽ cân cá ra được bao nhiêu. Một ký lô chín. Thôi giờ mình muối lại đi. Rồi cái sáng mình sẽ làm món. Ký lô chín tía. Ký lô chín. Thôi giờ mà muối lại sáng tính tía. Không, cá để muối. Hả? Cá để tươi luôn. Để tươi luôn hả? À, xíu sáng rồi, muối rồi qua đá. Rồi, vậy mình để tươi luôn đi. Sau 10 tháng anh em mình mới gặp lại con bông lau nha cả nhà. Đây một con đầu mùa. Con một cá bông lau đầu mùa. Gần 2 ký ha nhé. Đã hơn con này rồi chứ bạn. Ừ. Con lau nó mập. Con lau này thấy mập. Sáng ngày anh Trọng nó còn hai mấy phao nữa tính rồi rồi rồi. Nên già tính. Ngon nước không? Bánh xuống rồi nó quét ngược cái lên nữa mà không dính. Trời, nó nhồi quýnh lấy cái nhồi luôn hả? Nhồi quýnh lên nó xuống chút xíu, nó đi ngược cái lên. Ừ, vậy mới ngon á. Siêu ngộ, có con nhờ ở trên. Dàn lưới đi đẹp nữa. Dàn lưới đi đẹp nữa. Không có gì xuống. Ừ. Vậy mà bệnh cái góc gì nó chắc không diễn. Bệnh cái góc nó liệt đâu rồi. Kiểu vậy. Gách cái gột chứ không có con cá nào trong góc đó chứ. Sáng nay mấy anh em mình nấu đặc sản đặc trưng của huyện Cù Lao Dung nha cả nhà. Đó là cá bông lau nấu lẩu bần. Anh Tài anh đang sắc chuối. Về Cù Lao Dung là mọi người có dịp đi ngang Cù Lao Dung là nhớ ăn cá bông lau nấu lẩu bần nha. Đặc sản ở đây á. Cái bần nhỏ trước cái hồi có gì mình thêm. Ừ. Bần nấu nguyên cha nguyên trái á. Cái vị bần nó đậm đà lắm. Cái lược. Ừ, cái lược cái gì với nó bốc hơi ra nó không còn nhiều. Cái mùi nó không bằng nguyên trái về mình nấu cái nha.
thấy cho thơm. Bắt đầu nêm nha cả nhà. Thì trong chén này có đường, bột ngọt, muối và hạt nêm. Chua chua ngọt ngọt hả? Chua chua ngọt ngọt. Trò thêm miếng mắm cho nó thơm. Con mông lao đầu mùa. Con mông lao đầu mùa. Hy vọng rằng mông lao này ngày bữa mình sẽ trứng lớn vậy này. Trứng nhiều mông lao nữa. 10 tháng mới gặp nó nè chứ. Mở vậy cho thì với đại nhé. Mở đây. Mở con lao vàng vàng. Tại 10 tháng không ăn. Lâu quá không ăn. Chén con cá mông lao đầu mùa ra anh Trọng ơi. Thịt kìa vậy. Cá lưới là chất lượng luôn à. Còn gì bằng. Nhiều khi cá câu người ta sợ câu mùi thuốc hay là gì này nọ đó nha. Thấy không, cá lưới là nó ngon nhất. Em đi liêm liêm qua cực tính đầu ọc lóc rồi đừng con cũng ăn ủi bà cái máy số quét lên để mấy lỗ lường nó thơm mở thơm vậy mày đâu không có khối nó thơm chén có đau bằng đau bụng này nè. Thả mì vô. Không đón chạy thay cho quý vị đi. Ấy mì thêm người ăn gói no không? Ấy mì thêm người ăn gói no không? Ừ. Cây chuối với rau ngò ôm ăn kèm ha. Ngò ôm tía này ăn tốt lắm. Chi bệnh nhức lưng. Món này nó ăn tốt hơn màu xanh. Ngò ôm này là vô tủ của anh Trầm với anh Trầm. Cái chuối được mùi ngoại. Đã cái mỡ nó anh vớt được đó anh Trầm. Nó dính vô rau luôn rồi cho nè. Ấy ấy kìa. Để hồi nó tan á, giá vớt thì chậm như vậy. Chan chan canh tài, chan tài trước đi. Tài nào giờ chưa ăn mà không lao. Ngon kéo dính mồm lao lao quá trời. Đại à? Hình như là hồi đó giờ chưa có đi săn cá mồm lao đúng không? Chưa. Cũng giống như em hồi đó vậy đó, anh Trọng lên cá sủ chừng 2kg là làng. Là làng. Nhưng sao này dính con bự luôn hả chan? Đi giết quen. Quen rồi. Mới mừng lắm, mới vậy đó. Mì khô. Mì khô. Đó mà đi với anh Trọng mà dính cái sổ chừng 5kg thì em nhảy cà khẩn. Mừng. Châu. Có bắt đầu dính được con lao. Ừ, 4kg. Là làng không? Làm đi. Làm đi. Người ăn lượng, người ăn đậu. Ăn chậm. Cầm tại đầu đi, cầm tại hôm không em là lần đầu tiên ăn đi. Ừ. Vết trên cầm nó là dữ nhất rồi anh ơi. Lần thứ nhất kìa. Cái lường siêu béo. Ôi sao nó mềm. Không wow, mà nó vậy đó. Wow mà. Đây được rồi. Cái cá này nó chưa qua cái size 2kg ngoài 3kg. Chưa được tới chuyện à.
làm cái đường này mày gắp bằng đũa không được đâu. Cái muỗng mút chơi miếng ớt tên gì này nha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, mà cả nhà cá ông lao kho bằng với anh em nha, nấu lẩu bằng kho bằng lâu quá quên này mà mạnh miệng cá bông lao rồi con đầu mùa gặp quý ớt mà cả nhà hôm đen nguyên cái gốc cây với con cá bông lao này. Tỉnh đâu là cá bự dữ lắm rồi nó béo. Nói với cá ngát còn nào béo anh đại. Cá này béo hơn. Đó là thịt nó thơm hơn. Mà thịt nó thơm. Thơm hơn. Nó ngọt. Tính trọng vô đầu nè. Tính đầu còn ăn thích rất hoài. Còn khủng rồi. Nặng nặng giống như được rồi vậy anh. Được rồi. Anh cũng thưởng thức hoài mà hồi 10 tháng trước là anh Tài ơi. Nói vậy đó. Gần năm à. Nó chơi chứ tại anh Tài ảnh nên ít có ăn ấy nha. Anh em mình thì đánh ăn thường. Năm nào cũng được con hai con. Ừ. Không ít cũng nhiều. Ừ, không ít cũng nhiều. Nhiều. Thơm ấy à? Ừ, thơm. Thơm béo. Cho miếng chuối cây vô mới được. Nó béo mà nó thơm. Ở béo rồi. Cái này béo mới giữ nè. Wow. Nhai á kìa, đừng nuốt trọng. Nó hả? Nó đưa vô nó tan rồi. Nó tan rồi. Mình theo à. Thơm. Rất tuyệt. Hấp thứ rồi mở anh Tài thơm lắm rồi. Mà em ăn gạo em. Trời ơi, mở Tài mau lắm. Chú cây nó giòn. Cá này dưới biển được kêu cá dứa không à? Cá dứa. Mình đây kêu bông lau. Bông lau. Thử á. Nằm cái chai cỡ 4 kg kêu bông lau. Nhỏ cá dứa. À. Còn mình đây cá dứa là lưng xanh. Cá dứa là lưng xanh. Tại vì mình cá dứa là cá dứa, bông lau cái bông lau. Mà nó là như dùng nước ngọt. Đúng rồi. Cá dứa là nó ở nước mặn lên hả anh chồng? Hay nước ngọt luôn? Ngọt. Ngọt hả? Nó nhìn như nó giống cá sát cái gì vậy nè. Ừ. Hết mệt chưa? Hết rồi. Mình đi mà nè, bố bố anh em mà giải dính người nào cũng giải dính con, kéo cái đầu cho chết vớt rồi, chết rồi chứ. Kéo bà cậu cho con, bà cậu ơi. Từ nhỏ gì cũng được. Mà tính hôm mà thất luôn. Ừ. Kéo vào nó hai mấy vào. Thấy cái tía nó mới dạ, tía này nó rồi. Cái giác đầu kìa, đi cà gịch miếng lưới đi anh ơi, nó rồi. Đây chúng xiên. Hôm nay là lụm mày. Nghe rồi, kéo rồi viên nhạn dính được con này à, mà ông Tài thả luôn, kêu ông Tài thả kêu nó chạy con bông lau bự bự đi. Cái lưới con tắt ba lỗ dính con mì gà. Dính cái găng. Sao anh Tài? Quá ngon. Quá đãi à. Mỏ bốc lưỡng. Hết mệt chưa? Hết mệt rồi. Phê à. Hôm nay cái sủi có giá ăn bông lau. Cái này bông lau ngon. Bông lau thì nó ngon. Ngon hơn cái sủi à. Cái rồi cái năm trước thì bông lau nó mắc. Nó mắc hơn cá sủ. Năm nay con cá sủ mắc gấp đôi hơn cá bông lau. Đúng rồi. Ăn rồi đó. Con cá á là rẻ hơn bông lau chứ con đực con cũng mắc hơn bông lau vậy. Cá đực mắc hơn bông lau mà trên 3 kg nó mới mắc hơn. À. Chứ không phải là con cá sủ đực nào nó cũng mắc hơn con bông lau. Mà năm rồi hình như là 388. Là từ đây sai 3 kg lên. Ừ. Năm nay lên 700 mấy, 800. 850 rồi. Năm nay nó giọt lên gấp đâu rồi. Gấp 3, gấp 2 luôn trời. Giật. 380 với 850 đó anh tính đi. Gấp 2 là quát cho lên. Béo mà nhà nó có cái vị tôm thơm. Ừ. Cắt. Không ngán luôn. Con lao này mình có thể kho tộ nè. Nấu lẩu bần rồi lẩu thái nè, kho mắm, chiên sả ớt,
làm được nhiều món lắm, nhưng mà cái món mà ngon nhất của con cá ông Lao á, lẩu bần với lại kho tộ nha mọi người. Con Lao này về cùng Lao nấu nó với bằng chua cây. Cá ông Lao này nó ở nước lợ, nên ở huyện Cù Lao Dung mình thì được cái lợi thế là giáp biển, cho nên tới mùa bông lao là nó sẽ, nếu mà nhầm năm trúng thì mình sẽ dính bông lao nhiều hơn. Như năm mình dính cá bự đó dành, năm đó nhiều cũng bùng. Năm đó dính cá bông lao 13 kg. Đầu tiên là tía dính con 4 kg đô ba ở trên đồng hồ. Sau này mình đi quét dính 2 con, 3 con. Năm đó nhớ anh Trọng anh quét cá bông lao mới dính như cá út, chùm hai con. Mà con 2 kg mấy là nhỏ rồi đó nghe, vô mùa của nó là con tầm 3 kg ăn lên. 3-4 kg. Đêm đó anh Trọng quét, năm đó cá nó cũng không có giá mấy mà anh bán 3-4 triệu bạc á. Dính hai con ham, mà quét giác nào cũng có chứ phải như là như giờ đâu, như giờ quét 2-3 giác. Tại vì mới đầu mùa mà nhỉ, tháng 11 là vô mùa ông lao mạnh luôn đó, mà mấy tháng đó sống dữ lắm nha. Sao mà anh đi ra ngoài sông mà anh thấy nước nó xanh xanh đó anh Tài, như nước biển á, là vô mùa ông lao đó. Chồng mình thấy dứ luôn, kéo con cá lên mà chưa tới mặt nước nữa là lấy cá trắng tư. Mà anh có để ý không anh chồng, năm nào có cái con cá gô biển lên là năm đó trúng bông lao. Đúng rồi. Mà năm nào mình không dính gô biển là mình thất bông lao. Đúng. Có đợt rồi mình dính gô biển cá nhát rồi thì hai con cá bông lao á. Bông lao này có 2-3 năm sẽ đáo lại trúng một lần chứ không phải là nó trúng kỳ. Thì đó. Các năm. Thì anh để ý đây, năm nào mà đi quýnh lưới á, dính gô biển là năm đó trúng bông lao. Có gù biển lên là có ông lao lên nhiều mạnh luôn. Cái năm trước mình dính con mười mấy ký đó, cái chú đó nói năm trước chính là trúng chú bộ, năm trước trúng bông lao đó. Chú đi năm trước là trúng bông lao sợ luôn. Anh Trọng dính từ tới luôn. Cô Lưu Dương Vlog xin tạm dừng video săn cá ông lao đầu mùa tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.